Anh đang xem cái gì đấy? À, mấy cái thứ linh tinh mà. Đưa em xem nào. Wow, toàn là ảnh của chúng mình này. Anh lưu nhiều thế. Còn là kỷ niệm mà. Anh lưu cả ảnh này của em á, ảnh từ lâu rồi. Đó, anh làm chụp mà. Đây là ai đấy? Đây là bạn thân anh. Không có gì đâu, trong trái tim anh chỉ có mỗi mình em thôi.